50 triệu có thể mở một mô hình trung tâm dưỡng sinh toàn diện tại nhà hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm trung tâm dưỡng sinh toàn diện của chị Lê Thưởng với những cái chương trình như điều trị cổ vai gáy, đau lưng, đau thần kinh, rồi gội đầu dưỡng sinh, massage thư giãn, kiểm tra sức khỏe toàn diện. Một căn nhà nhỏ khoảng tầm 20m2, nhưng mà sau khi set up mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện thì đã là một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy không, chỉ cần 2 giường với những cái mẫu tranh theo thiết kế logo của công ty, làm ra một mô hình rất là nhỏ gọn, hợp với tất cả mọi người. Cùng nhau giao lưu với chủ cơ sở là chị Thưởng xem lý do tại sao chị chọn cái mô hình trung tâm dưỡng sinh nhỏ của DOC Care. Thì Thưởng làm truyền thống, làm dịch vụ hoa lễ và cũng biết đến ngành dinh dưỡng được hơn 3 năm. Mà Thưởng lựa chọn mô hình DOC Care là bởi vì Thưởng cũng đã tìm hiểu rất là nhiều cái mô hình. Tuy nhiên thì Thưởng thấy được ở cái mô hình DOC Care này nó sẽ có rất là nhiều những cái lợi thế mà ở những mô hình khác không có. Thứ nhất là cái phương pháp trị liệu nó rất là đơn giản nhưng mà lại có hiệu quả rất là cao. Thứ hai là người bệnh họ không cần phải mất quá nhiều thời gian để trị liệu như những cái phương pháp cổ truyền. Tuy nhiên là hiệu quả nó cũng rất là tối đa. Thứ ba nữa là Thưởng được ở mô hình này thì Thưởng được nhượng quyền thương hiệu. Và cái lý do thứ tư là mình không cần phải làm một mình, bởi vì luôn luôn có những hệ thống, có những đội nhóm ở phía sau hỗ trợ, cả về quy trình đầy đủ các bước thì Thưởng thấy là nó rất là đơn giản để có thể vận hành được. Ngoài ra thì lựa chọn cái mô hình này thì nó không chỉ có mỗi là học một cái nghề vật lý trị liệu, mà còn có rất là nhiều những cái lợi thế nữa, là có luôn có những cái sản phẩm hỗ trợ đầy đủ đi kèm, và ở đấy có cả những cái dịch vụ như là máy lọc nước hoặc là nước ion kiềm. Thì theo Thưởng thì đây nó là một cái mô hình nó rất là tiện lợi đối với lại có một cái hỗ trợ toàn diện đối với khách hàng.